Vâng, xin chào tất cả các bác. Sau đây em test cái cặp loa 4.464 Hi-Fi dòng loa cao cấp nhất của Boss. Đây là dòng loa vừa nghi vừa trưng bày. Thiết kế của nó thì quá tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Trang bị là ba đường tiếng, một bass và hai mic và một chép đo. Con cặp này thì đẹp như cuối thùng, thiếu mỗi xốp thôi các bác. Mới khiếp luôn nha. Và con amply 7070 cũng như thế luôn, cũng như đập hộp luôn. 7070 thì bản 400W em mới về, sẵn tiện những sản phẩm mới về em test luôn rồi để các bác cùng một tham khảo. Em đều quay chi tiết hết rồi. Con 7070 thì sexy vàng 400W mới như đập hộp, giá 23 triệu 500 và cặp loa là 33 triệu 500. Sau đây mời các bác cùng nghe ca khúc nhạc vàng. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nha. Thank you.
đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký ở góc phải màn hình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.